Xin mời các bạn xem tiếp set thứ hai nha. Set thứ nhất ông vua Thạch Đen, Huy Quân đội 4 và Hồng Cá Bắp 35 kg, và Mitro chắc thắng Bây giờ là set thứ hai. Bên kia rất nặng ký nha. Sang Miệt Tứ, Quy Chọi, Trường Trăng Bom, Tài Nhỏ và Thỏ Bến Tre. Anh vô. Không. Sang Miệt Thư. Nhung nhẹ như phuộc xe Nguyễn Chí Thanh, quận 5. Anh ấy bật rất cao, nhẹ nhàng các bạn ạ. Anh ấy từng đối đầu với Tú MC, thua tức tưởi 14 đều, 2 set 13-3 và 4-4 các bạn. Trời chị. Tiếng Campuchia, tiếng được, tiếng không. Một đều. quá banh hết đường, ông vua Thạch Đen phan một cây tới nóc nhà luôn. Đại Lâm và chủ sân Hoàng Mai xin lỗi các bạn vì giờ chót an toàn cho mùa dịch bệnh Covid, cho nên Campuchia không qua được các bạn, vì an toàn cho người dân Việt Nam mình và cả các anh em luôn các bạn. Nếu Campuchia qua được thì tụ tập vào đây có thể rất ảnh hưởng nhiều thứ các bạn ơi, cho nên các bạn thông cảm điều này nha. Thank you các bạn rất nhiều nha. Sorry các bạn nha. Hiện tại bây giờ có trục trặc một số vấn đề, tại vì gần giờ này gần 11 giờ trưa, nóng quá, nắng quá, đầu óc đang có vấn đề trục trặc tí các bạn ơi. Ơi các bạn né xích lại đi, Cường miệng lát nó vô đó, nó ngồi nữa sân nữa, nhưng mà mày đứng nó lát nấy nữa, tình tôi xử do có sao đâu mà chơi. Hiện tại bây giờ đang xử lý tình huống các bạn. Trong tay đang xử lý hòa, vị trí banh này đang lưu sơ bù rồi. Vui vẻ vẻ vội đi, một đều phát lại đây. Một đều. Sang thứ, vừa có một quả dội vách tường dội lại các bạn. Tôi cảm giác như sang thứ bữa nay không được khỏe lắm các bạn ơi. Dỡ đường nói vô Hồng ơi. 2-1. Mitro có một quả phát quá quy lực và sân thứ gãy bước một các bạn à. 3-1. Sang thứ vừa phang vào tay ra ngoài. 2-3. Trận đấu bắt đầu nóng lên các bạn ơi. Quá nóng rồi. Nóng từ mặt trời, nóng tới trong sân.
Hồng cơ bắp và Huy chọi đối đầu với nhau trên rơi. Hồng cơ bắp 35 kg nhận Huy chọi dân mặt ngựa lại các bạn à. Bốn hai. Tài nhỏ quá lùng, quá lùng. Thạch đen thì ở trên mây á. Thạch đen cao 1m85 các bạn. Ông vua hoa làng. 5-2. Tôi cảm giác đội quần đen áo trắng của Sang Thư trường Trấn Bơm Quy Trọi đang cảm giác xìu quá các bạn à. Tinh thần của đội xanh đọt chuối Barcelona, ông vua thạch đèn đang lên rất cao. Quá hay. Chẳng bóng bóng điểm cho chúa khó này 3-6. Hồng cơ bắp vừa đánh một quả chúng ta trắng sang mấy thứ lên lại thôi đẹp mà. Coi chừng giặt lưới rồi. Ai? Xin lỗi các bạn, trận đấu nào nó cũng kiếm cái điện thoại của Đài Lâm hết các bạn ơi. Gãy cây mấy lần rồi, mua hoài cũng gãy hoài. Sẽ có người chứ làm được. Phát bóng không qua lưới. Điểm cho số khóa 2 4 7. Cây gì siết tùm lum. Metro có một cái hình chim ưng giống như khanh shipper nha các bạn. Thiếu rồi, đâu đánh được đâu. Một chết đâu mới thấy ông Huy chọi đánh một chai. Ông Huy chọi toàn là chọi. Quá ấn tượng cho Huy, mỗi vợ quá ấn tượng. Anh ấy chỉ cần nhúng nhẹ lên một cái là bóng có 3 mét các bạn à. Đặt bóng tốt, điểm cho phút thứ 2, 6-8. Tỷ số hiện tại bây giờ 6-8, Huy giờ một có một quả đập liên tục các bạn, hai quả liên tiếp nha, ăn đẹp. 6-8. Lấy cơ, hốt con đi, hốt con, Huy ơi. Chuyền ở đây mới được. Metro, chuyền 2, đâm quá đâm. Lao như mũi tên vút vút vào, ông vua tịch đen không thể làm gì hơn và dội ta trắng trần cho bơm trở lại. 7-8. Không có lạc nậu đâu, quá trời gió gì mấy chứ nè. Gớt nó không. Giữ lên điểm ha. 7-8. Trời hư rồi. Hồng bước 1 giờ thôi các bạn.
8 đều. Trận đấu trở lại rất hấp dẫn các bạn à. Lưới luôn. Không thấy đâu, Bành ơi, không thấy đâu. Không thấy đâu cho Bành ơi, sợ cái dai đâu thấy được đâu. 98. Quá rồi. Sang Mỹ Thứ vừa có một quả rất thông minh. Chính đều. Ông vua thạch đèn. Quá tuyệt vời khi lên lưới. Mày giống linh nhỏ gió lên hả mày? Bỏ bóng tốt, điểm cho phút thứ hai, 10 đều. 10 đều. Tiếng Campuchia, Cambodia gọi là đập đập. 10 đều. Trời ơi, bắt cái bánh. Ông vua thạch đen giữ tầm quá ghê. 11 đa 10. Hết đi. Tài nhỏ làm gì? Hết đi. Quá hay cho tài nhỏ. Sang Mỹ Thư. Quá hay cho tài nhỏ. Quá hay. Quá ghê cho Sang Thư. Quá hay, quá hay. Phá bóng quá hay, quá hay. 11 đều, 11 đều. Hay quá tài ơi. Ông vua tình đang xin ơi rồi các bạn ơi. Đây là bộ bóng áo xanh đọt chuối của Barcelona. Ông vua tình đen chắc thâu riêng. Quy mô giỏ quân đội bóng hồng cơ bắp 35kg quê Quảng Bình. Metro. Coi chừng nó đi luôn. Phát bóng điểm trực tiếp. Điểm cho 10 hội bài 12-11. Quá kịch tính, quá kịch tính cho những điểm điểm gần cuối các bạn. Mấy thằng này nó ghê gớm lắm. 12-11. Đây đây. Chuyện gì cũng có xảy ra. Chỉ có người trong cụm mới hiểu trong người trong kẹt. Thế thì tôi nhận định đôi lúc những trận đấu hay và những trận đấu hay trận chỉ có những người trong cuộc mới hiểu được những người trong kẹt. 12 đều, 12 đều. Đánh bóng thật ra lưới, điểm cho phút thứ hai, 13-12. Metro, Metro chìm một quả bóng, chết người cho đồng đội. Và Quy của anh không qua lưới, tạo điều kiện cho Trường Trâm Âm, Quy chọi. Sang Mỹ Thư dẫn lên, 13-12. Quá ghê, quá ghê, 13 đều, 13 đều. Đôi lúc ấy, cái gì mình muốn nhanh thấy vậy cũng dễ xảy lắm. Dễ xảy. Mà nó trắng được thì lụng lụng liền. 13 đều, 13 đều. Quá hay, quá hay. Bóng dây giật dây, bóng giật dây, đừng có cãi. 14-13. Quá kịch tính hấp dẫn các bạn ơi.
rớt rồi mới bỏ lên đấy. Là nhỏ này là vua. Má quá hay. Mời bốn đều, mời bốn đều. Điều gì sẽ xảy ra, điều gì sẽ xảy ra sau set ba này? Đó lên nè, đó lên nè, và cái phát trái này ăn luôn nè. Quá ghê, quá ghê, quá ghê. Quy trời đưa anh em vào bờ lại. Tỷ số là 15-14. Quá kịch tính, quá kịch tính. Đây là set thứ hai, tỷ số hiện tại bây giờ là 1 đều rồi các bạn. Thông báo là quốc liệt là chừng 2 vòng xong. Mời các bạn xem tiếp set chung kết quá hấp dẫn nha. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng ủng hộ kênh Đại Lâm Bua Đồ Dọi các bạn. Các bạn nhớ sai và le và sai giùm nha. Cảm ơn các bạn đã xem nha.